À, Võ Thanh Nhân xin được kính chào quý vị và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019. À, đến với bản tin hoàn toàn đúng hôm nay thì gồm có hai phần. Phần đầu là bản tin phân tích thời sự Việt Nam và trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cư Hải. À, và để mở đầu thì chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Cuộc khủng hoảng lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã bắt đầu từ khi có tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bị tai biến mạch máu não, tuy nhẹ nhưng phải cấp cứu tại bệnh viện trong chuyến viếng thăm Kiên Giang trong 2 ngày 13 và ngày 14 tháng 4 năm 2019. Đảng và chính phủ Cộng sản Việt Nam không chính thức xác nhận mà cũng không phủ nhận tin ông Trọng bất ngờ ngã bệnh lúc đang chỉ đạo và lãnh đạo các cán bộ tỉnh Kiên Giang như các mạng xã hội ở Việt Nam đã mau chóng vào cuộc đưa tin chi tiết chưa bao giờ nhanh như thế. Các nhà báo tự do đã kể chuyện các bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện chợ rẫy ở Sài Gòn đã được triệu hồi khẩn cấp xuống Kiên Giang để mà chuẩn bệnh cho ông Nguyễn Phú Trọng trước khi đồng ý để đưa chiếc trực thăng đặc biệt chở ông Trọng về bệnh viện chợ rẫy chữa tiếp qua đêm 15 tháng 4 năm 2019. Sau đó, với sự đồng ý của đội ngũ bác sĩ của ban bảo vệ sức khỏe lãnh đạo từ Hà Nội vào chăm sóc, ông Trọng đã được máy bay chở về Hà Nội vào ngày 16 tháng 4 năm 2019 để các bác sĩ theo dõi tiếp. Lý do tin lớn này bị ban tuyên giáo che kín vì lực bảo vệ bí mật nhà nước. Lực số 29 2018 QH14 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 có khoảng cấm ghi tại điều 7 đối với thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước. Vì vậy nhiều người Việt ở Việt Nam trong nước ngoài nước đã đổ xô đi tìm tin ông trọng bệnh có thật hay không bệnh trên các báo lề dân nên không khí quan mang đã lên cao trong dư luận. Tuy nhiên, đứng trước tin xét đánh này, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, người con cưng ngoại vi của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có tin nói: "Khẩn cấp bay vào Sài Gòn thăm sức khỏe ông trọng, đồng thời chỉ thị kiểm soát thông tin để không bị lộ ra ngoài." Vấn đề ở đây giấu mà mở, Tuy nhiên, trong khi ông Trọng đã kết thúc bất ngờ chuyến thăm và làm việc tại Kiên Giang và đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 15 tháng 4, thì báo đài nhà nước, quan trọng nhất là báo điện tử của Trung ương Đảng, báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Việt Nam Net, Việt Nam Express, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thanh niên tiếp tục đăng tải lại bản tin của các phóng viên tường thuật các hoạt động trong 2 ngày 13 và ngày 14 tháng 4 năm 2019 của ông Trọng tại Kiên Giang. Ví dụ như là Thông tấn xã Việt Nam viết trong hai ngày 13 14 tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm làm việc tại các tỉnh làm việc tại tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay. Trọng tâm là năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. Sáng ngày 14 tháng 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Kiên Giang, nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đến nay. Thông tấn xã của chính phủ viết tiếp. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm làm việc tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang như công ty cổ phần MDF VG Kiên Giang thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, công ty Trung Sơn thuộc công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn tại xã Trung Hóa, huyện Kiên Lương. Tiếp đó, sau khi thăm khu nuôi tôm công nghiệp quy mô lớn nhất, có thể nói là thăm nhà máy chế biến thực phẩm của công ty Trung Sơn tại Trung hóa, huyện Kiên Lương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với ban lãnh đạo, nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty này. Như vậy là đã có một cái khoảng trống thông tin giữa cuộc họp làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang của ông Trọng vào buổi sáng ngày 14 tháng 4 cho đến sáng ngày 16 tháng 4 là khi chiến chở ông Trọng được nói là rời Sài Gòn về Hà Nội. Điều này cho thấy nếu ông Trọng vẫn mạnh khỏe sau buổi làm việc với cán bộ tỉnh Kiên Giang thì ông đã về Hà Nội từ chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019 hay thăm đâu đó chứ không có chuyện báo chí nhà nước lại im hơi lặng tiếng như thế. Ngoài ra cũng ngạc nhiên như đổ thêm dầu vào lửa cho chuyện ông Trọng trái to lên khi báo đài nhà nước được lệnh từ ngày 15 tháng 4 2019 đồng loạt đăng toàn bộ chùm ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam làm việc tại Kiên Giang. Càng thấy lạ khi việc đăng ảnh này kéo dài cho đến ít nhất là ngày 16 tháng 4 trên một số báo, hai ngày sau khi ông Trọng đã rời khỏi Kiên Giang. Đây là một việc làm rất không bình thường so với các chuyến đi thăm các cơ sở và địa phương của người đứng đầu đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, việc làm này không ngoài mục đích cải chính tin của ông Trọng Đặc biệt là của báo lợi dân nói rằng ông trọng ngã bệnh bất ngờ khi thăm Kiên Giang nhưng ngược lại cũng không khỏi gây nghi ngờ nếu không có lửa thì làm sao có khói. Vấn đề chuyện trước mắt dù đúng hay chưa được xác nhận sức khỏe của ông trọng 75 tuổi có vấn đề nhưng nó đã xảy ra vào lúc ông tập trung trí tuệ làm hai việc quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị cuối đời của ông. Đó là chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của ông đã được dự trù trong năm nay, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Có nhiều tin đồn đoán rằng ông Trọng muốn hoàn tất ba việc với ông Trump. Đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với Mỹ để bảo đảm an ninh và sự thịnh vượng bền vững cho Việt Nam, tăng lên từ hợp tác toàn diện, phần lớn đặt trọng tâm vào hợp tác kinh tế thương mại. Thứ hai là muốn Mỹ nhìn nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường để được hưởng ưu tiên thế nhẹ cho các mặt hàng Việt Nam xuất cảnh sang Mỹ. Thứ ba, mua vũ khí, máy bay và tàu chiến của Mỹ với những ưu đãi đặc biệt đối với vị trí chiến lược ở biển Đông của Việt Nam và bằng cờ chiến lược quốc phòng của Mỹ ở Á châu và Ấn Độ Dương. Kính thưa quý vị, nhưng quan trọng hơn, đối với ông trọng là làm sao tổ chức thành công đại hội đảng 13 dự trù vào tháng 1 năm 2021, trong đó có việc tìm người kế nhiệm nếu thật sự ông không muốn thay điều lệ đảng để được ứng cử nhiệm kỳ thứ ba như đang có tin truyền miệng trong đảng hiện nay. Sở dĩ mà có lời đồng đoán như vậy vì điều lệ đảng không cho phép một tổng bí thư giữ ghế hơn hai nhiệm kỳ, tức là 10 năm, nhưng lại rụt rịch có chuyện sửa đổi điều lệ đảng được bàn tán nơi này, nơi kia từ một năm qua. Vậy, có ai khác sáng giá chưa? Nhưng liệu số tuổi 75 mới có tin đồn bị tai biến mạch máu não ở tỉnh Kiên Giang ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Trọng có khả năng phục hồi để ra ứng cử và nhận đề cử hay không? Vì theo quy định 89, quyết định TWU ngày 4 tháng 8 năm 2017 thì ông Trọng phải có đủ sức khỏe. Như vậy, sau khi ông Trọng thì có ai sáng giá để thay ông khi ông quyết định nghỉ hưu. Sau khi chủ tịch nước cộng sản Việt Nam là Trần Đại Quang qua đời và ông Đinh La Thăng vào tù, bộ chính trị khóa 12 còn lại 17 người, nhưng lại có thêm ông Đinh Thế huynh thường trực ban bí thư bị ốm dài hạn vẫn giữ ghế nhưng đã thôi làm việc từ vài năm qua nên chỉ còn lại có 16 người. Kính thưa quý vị, trong số này thì nổi trội nhất có ba quỹ viên gồm có thứ nhất là ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện là Thủ tướng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Quảng Nam. Thứ hai là ông Phạm Minh Chính, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1958 tại Thanh Hóa, Trung tướng Công an, trưởng ban tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản. Ông Trần Quốc Vượng, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1953 tại Thái Bình, người thường trực, ban bí thư, người thay Đinh Thế Quỳnh. Người thứ tư là ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn cũ của chúng ta. Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1953 tại Trà Vinh, là người ôn hòa, được nói là hiền lành nhưng thiếu cương quyết và được coi như là thân Tây Phương và là người của mọi người nên khó được chọn. Vậy, liệu thành phần nhân sự 4 người đang được sầm xì to nhỏ sau tin ông Trọng lâm bệnh, có cơ may gỡ rối cho bàn cờ chính trị khổ bị rơi vào khủng hoảng hay không thì còn phải chờ. Vì ủy ban văn kiện đảng khóa 13 vẫn chưa hoàn tất nhiệm vụ lấy ý kiến các địa phương. Tuy nhiên, gánh nặng cho đại hội đảng 13 vẫn thuộc về ông Trọng. Dù ông có muốn hay không, nhưng tương lai Việt Nam lại không thuộc về ông, mà là của người dân đang muốn thoát khỏi gông kiềm Cộng sản. Vì vậy, căn bệnh hiểm nghèo nếu có của ông Trọng mà gây ra cuộc khủng hoảng chính trị để làm lợi cho âm mưu đánh chiếm Việt Nam của Trung Quốc, thì ông sẽ là người được lên án trước toàn dân. chúng tôi xin được cảm ơn quý vị Anh đã theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự việt nam do nhà báo phạm trần biên soạn chủ đề khủng hoảng lãnh đạo ở việt nam